ngay cả đại dương cũng có thứ bậc. Trong khi tiên cá giàu có thể nghỉ ngơi như một nữ hoàng, thì tiên cá nghèo lại hạnh phúc khi nhận được một xu. Tiên cá giàu Amanda thích nuôi chiều bản thân bằng đồ uống đắt đỏ. Cocktail san hô trong quán này là món cô ấy thích. Ôi, mình cũng muốn thử, trông ngon quá. Nhưng mình không có tiền. À, chạy đi. Cô cá mập, đừng lo, tôi sẽ xử lý nó. Sao, cô điên hả? Giận lấy. Yeah. À. Ôi không, tội nghiệp Rose, ai cứu với. Đừng lo Amanda, bạn của cô ổn mà. Nhưng bạn bị cô ấy lừa rồi. Mình làm tốt chứ, giỏi lắm, cộng sự. Cậu thấy họ thét lên không? Làm ơn lại đây. Cảm ơn. Tôi muốn được xem những mặt hàng của cô. Chúng tôi có giảm giá khủng cho đôi chân này. Không, không phải thứ tôi muốn. Đây thì sao? Có lẽ. Nhìn đường hông kìa. Không không, lấy cái vàng đi. Không tệ. Dạ, cô thích nó chứ? Trông tuyệt lắm, cầm lấy, cho cô tiền tiếp đó. À, mấy đôi chân đẹp quá, mình cũng muốn. Nhìn đi này. Nhưng chúng giá 50 đô. Đắt quá. Ồ, nhìn kìa. Trên tạp chí có những đôi chân dài đẹp quá. Phải rồi, hấp dẫn thật, mình muốn có chúng. Chà, mình có thể giúp cậu, chờ một phút. Đây, của cậu đây. Giờ mình cũng có thể có đôi chân mơ ước rồi. Hi, cậu là một người bạn tốt. Ôi không, con người lại làm thế rồi. Mình sẽ không để bọn họ phá hoại nhà mình. Phải gọi vài cuộc thôi. Biểu tình, dĩ nhiên, tôi tới đây. Tôi sẽ mang cả boss tôi nữa. Alo, có chuyện gì hả? Sao? Đừng lo cô gái, tôi đến đây. Tiên cá giàu không chỉ có nhiều tiền, mà còn có nhiều bạn bè sẵn sàng ủng hộ ý tưởng của cô. Đừng làm ô nhiễm biển bằng nhựa. Hãy cứu lấy hành tinh, nói không với nhựa. Ra khỏi đây đi. Cứu lấy hành tinh, nói không với nhựa. Đúng, ủng hộ biểu tình. Đừng làm ô nhiễm biển. Đừng xả rác xuống nước. Hãy nhìn hậu quả này. Cô ấy có hai đuôi sao? Ôi trời ơi, đừng vứt chất thải độc hại xuống biển. Bữa tiệc đang rất sôi động, nhưng nàng tiên cá giàu có vẻ không vui chút nào. Không công bằng, mình cũng muốn nhảy. Chờ đã, mình đã có thể bảo họ tham gia cùng mình. Các cậu nhảy với mình nha. Ồ, được chứ. Là một làn sóng nào, như thế. À, chúng mình bị bỏ lại rồi. Nhưng cậu cũng có thể làm một làn sóng. Ồ, chính xác. Mình sẽ cho cậu thấy điều nhảy thực sự. Rap dance thì sao? Wow, cô ấy ngầu quá. Chẳng có gì đặc sắc. Ôi không, buồn quá. Robert, cô ổn chứ? Mình không thể nhìn cái này. Không, tại sao? Mình cần khăn giấy. Đưa cho mình một cái nữa. À, mình không lấy được. Rose, giúp mình với. Giờ mình không thể. À, giờ mình càng buồn hơn, Rose. Cô, hãy hứa cậu sẽ không bao giờ rời xa mình nha. Mình không chịu được. Có vẻ với hai người này thì show nấu ăn buồn hơn bất kỳ phim tình cảm nào. Thật tuyệt khi giàu. Mình yêu tiền của mình. Mình yêu vàng và sự xa xỉ. Kim cương ngọc trai và mật ong. Thật tuyệt khi giàu. Mình yêu tiền của mình. Tắm nước nóng khiến Amanda quá thư giãn, khiến cô nghĩ mình là mỹ nhân ngư. Rose tội nghiệp có một cái chậu bình thường thay vì phòng tắm xa xỉ, nhưng cô vẫn vui. Hi, nhìn nhiều bọt chưa này. Và bong bóng lung linh đẹp thật đó. Bye.
Tôi cần một người chuyển phát mua hàng tạp hóa cho tôi. Thật tuyệt, là mình không phải tốn thời gian shopping. Ồ, chuyển phát đã đến rồi. Giao đồ ăn cho tôi, nhanh lên nha. Ồ, nhanh quá, dịch vụ tốt. Đến giờ ăn rồi. À, mình gom nhiều rác quá. Vừa kịp giờ. Tạm biệt. Này, sao thế? Ồ, phải, mình quên không phân loại. Đây là giấy. Tiếp theo là nhựa. Và cuối cùng là thủy tinh. Được rồi. Ồ, em bé trong bụng mình đã khá lớn rồi. Mình không thể đợi em bé ra đời nữa. Bé sẽ thích ngôi nhà ấm cúng này. Mình mua rất nhiều thứ dễ thương. À, mình có em bé rồi. Hi, mình có tin. Mình mang bầu rồi. Chúc mừng. Ôi không, nhưng mình không có tiền để nuôi bé. Mình thậm chí không thể mua bể cá. Em bé sẽ ở đâu? Ôi, khóc quá. Đừng lo, Rose. Mình có ý này. Cậu nghĩ gì vậy? Đừng quên, bạn của cậu làm được rất nhiều việc. Giờ mình sẽ làm bể cá cho cậu. À, xong rồi. Của cậu đây. Wow. Tuyệt nhỉ? Trông tuyệt lắm. Giờ em bé của mình sẽ có nhà. Cậu là cứu tinh đó. Cái gì? Thật đó hả? Được rồi, mình sẽ gọi lại sau. Tạm biệt. Tiên cá giàu có mẫu ESO mới nhất. Camera của smartphone này thật tuyệt. Mình trông lộng lẫy như mọi khi. Thật ngoạn mục. Tưởng tượng xem. Anh ấy móc nó ngay đây. Và kéo. Ồ, ai đó gọi mình. Tiên cá nghèo có chiếc điện thoại vào ốc cũ. Nhưng điều này không ngăn được cô tán với bạn bè. Không đợi nào, tuyệt quá. Rose, cậu nói chuyện với ai thế? Và anh ta nói gì? Anh ta thích cậu lắm đó. Mình cũng muốn gọi cho ai đó. Trông vui thật. Sao cậu khó chịu thế? Để mình gọi cậu. Đây, cầm lấy vỏ. Alo, cậu khỏe không? Mình khỏe. Thế chứ, được rồi. Cảm ơn Rose. Amanda giàu có đang làm đẹp tại một salon đắt tiền. Còn bao lâu nữa mới xong? Một phút thôi ạ. Vẫn chưa xong. Tôi trả cô để làm gì thế? Cầm tiền tiếp và nhanh lên nha. Cảm ơn, mọi thứ xong rồi. Đáng ra không mất tí thời gian nào chứ. Hãy quay lại nha. Quá nhiều tiền cho một lần đánh bóng đuôi. Ôi, mấy tiền cá giàu. Được rồi, móng tay đã xong. Giờ mình cần làm gọn phần đuôi. Ha, làm sao đây? Bấm móng tay thì không được. Có lẽ cái này sẽ được. À, cũng không ít gì. Đây thì sao? Ô, cua, chào. Cậu giúp mình được không? Mình muốn chăm sóc phần đuôi, nhưng không tự làm được. Đây là kéo. Rose, bình tĩnh. Càng của mình là chiếc kéo tốt nhất, nhớ chứ? À, phải rồi. Mình sẽ làm hết sức. Cậu sẽ xúc động đó. Ôi, wow. Đã xong. Cậu đúng não thật nha. Cảm ơn, trông như 1 triệu đô ấy. Rose nghèo thật may khi có người bạn này. Giờ cô có một chiếc đuôi sáng bóng miễn phí. Bạn thích video này chứ? Vậy thì hãy like,
đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông nha.